trong trường hợp mà đi tiểu đục ấy thì các bạn dùng cái củ của cái cây mía giò đây này phối hợp với cái cây mộc tặc hay còn gọi là cỏ tháp bút ấy, lượng bằng nhau. Mỗi lần là các bạn dùng từ 10 cho đến 15 gram sắc uống để mà chữa tiểu đục nhá.